Xin kính chào quý vị và các bạn. Vâng, theo thường lệ thì mỗi cuốn hồi ký đều có một cuộc gặp gỡ với tác giả của nó. Và do dịch Covid kéo dài mà chúng tôi đã lỡ hẹn với quý vị và các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với tác giả của Từ Châu Thổ Sông Hồng Đến Sông Hương Xứ Huế, Thiếu tướng Lê Huy Mai. Em chào anh. Vâng, chào nhà báo Hải Yến. Dạ, trước tiên thì em xin cảm ơn anh đã đồng ý tham gia chương trình để chia sẻ với khán giả của WinWin Việt Nam. Em cũng xin cảm ơn anh về cuốn hồi ký rất hay, rất xúc động. Và em nghĩ rằng là cũng như em, những người nghe cuốn hồi ký này thì đều có những cái ấn tượng khó quên được. Vâng, trong cái buổi gặp mặt hôm nay thì em rất muốn được anh chia sẻ một số những cái điều mà em thấy trong hồi ký. Thông thường người viết hồi ký sẽ chia sẻ cảm xúc của mình qua mỗi sự kiện, nhưng trong hồi ký của anh nó đầy ắp những sự kiện. Tuy nhiên thì em lại không thấy anh chia sẻ những cảm xúc. Vì thế em cũng muốn là tuần tự những câu hỏi của em sẽ được anh trả lời cũng như là chia sẻ với khán giả. Cảm ơn nhà báo Hải Yến. Dạ. Tôi là một cái cán bộ quân sự mà. Dạ. Cho nhiều lúc cũng hơi vụng về cái chuyện này một chút. Dạ. Đúng là như thế. Em thấy thì cũng có những người viết rất tốt nhưng nói thì cũng không tốt. Dạ. Và có những người thì nói rất tốt nhưng mà viết chưa chắc đã tốt. Nhưng em tin rằng là cái cuộc đời của mình thì dù diễn bằng lời, tiếng nói hay là bằng chữ viết thì có lẽ là nó cũng sẽ rất là dễ để đến được với tâm của người nghe. Cái điều mà làm em ấn tượng rất sâu sắc trong cái cuốn hồi ký của anh, mặc dù nó có một cái tên nghe thì khá là mộng mơ, có vẻ như là một cái cuốn tiểu thuyết lãng mạn về một cái vùng quê Châu Thổ Sông Hồng, rồi lại đến sông Hương xứ Huế, toàn là những cái rất là thơ. Nhưng thực ra nó là một cái cuốn hồi ký của một người chiến binh thực sự. Vâng. Vâng, trong đấy thì em rất ấn tượng cái giai đoạn mà anh và nhóm trinh sát của mình ở lại đồng bằng, khi mà các đồng đội của mình, đơn vị của mình đã rút hết. Không phải là mình ở lại một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, mà là một thời gian dài. Và có những cái khi mà đồng đội của mình hy sinh, thì em nghĩ rằng là cái tâm trạng của những người, không riêng anh mà cả những đồng đội của anh trong nhóm, thì nó sẽ là những cái tâm trạng mà người thường như em khó có thể biết được. Vâng, cảm ơn. Vâng, em rất là cảm ơn nhà báo. Trước hết tôi phải giải thích cái tên cuốn hồi ký. Dạ. Vâng. Cái cuốn hồi ký của tôi cũng suy nghĩ nhiều và cũng dự tính nhiều cái tên. Có dạ. Những lúc nghĩ bỏ. Như vậy là cái cuốn hồi ký này phải mang tên là Một Đời Hoa Lửa. Nhưng mà cuối cùng rồi chúng tôi quyết định lấy cái tên này, từ Châu Thổ Sông Hồng đến Sông Hương xứ Huế. Dạ. Bởi vì tôi sinh ra ở vùng Châu Thổ Sông Hồng. Dạ. Và những cái năm tháng gay go ác liệt nhất, và nó là cái bàn đạp để tôi trưởng thành. Dạ. Thì lại là ở cái vùng sông Hương xứ Huế. Dạ. Bởi vì cuộc đời tôi là cuộc đời sống trong cái cuộc chiến tranh chống Mỹ. Dạ. Thì tôi có xấp xỉ 10 năm tham gia chiến tranh, suốt từ năm 65 cho đến năm 75. Dạ. Ở cái vùng Trị Thiên. Dạ. Nhưng mà trong đó cũng 7 năm liền ở cái sông Hương xứ Huế, vùng ấy. Cho nên là tôi quyết lấy cái tên đó. Như nhà báo nói, nó thấy nó có cái gì đấy, nó mộng mơ, nó như là mấy cuốn tiểu thuyết. Có khi là nói về một cái cuộc đời rất là nhẹ nhàng, rất là mộng mơ vui vẻ. Dạ. Rồi nhưng mà nó lại là một cuốn tiểu thuyết nói về cuộc chiến tranh. Dạ. Ý thứ hai thế này. Tôi thì là cán bộ quân sự mà khả năng viết cũng hạn chế. Nhưng mà may một điều tôi thì trí nhớ của tôi cũng được. Tất nhiên là khi lớn tuổi rồi nó hạn chế đi. Cho nên là
mà lại có 10 năm chiến đấu ở chiến trường Trị Thiên. Dạ. Thì tôi chứng kiến rất nhiều sự kiện, nhưng mà khả năng viết của tôi thì tôi hơi tự ti, tôi cho rằng là tôi viết không tốt lắm, cho nên là khi mà nói viết hồi ký tôi ngại. Dạ. Đấy. Nhưng mà nhờ cái sự động viên của gia đình, dạ, của đồng đội, dạ, nhất là của bà xã nhà tôi đây, dạ, rồi của các con tôi, như vậy mọi người đều động viên tôi ấy, là phải viết lại, mà viết không được thì kể lại, dạ, kể lại cho về cái cuộc đời mà tham gia chiến trận của bố. Dạ. Và nếu mà kể lại được ấy, những cái nét chính ấy, về cái cuộc chiến tranh chống Mỹ ấy, cứu nước nó diễn ra ở cái vùng đất ác liệt nhất của cuộc chiến tranh, đó là Trị Thiên, thì tốt. Dạ. Thế thì tôi đắn đo mãi, cho nên đến cái tuổi sắp xỉ 70 thì bắt đầu mới bắt tay vào viết cái cuốn này. Dạ. Còn viết cái cuốn này thì tôi có một quan điểm, tức là cái gì mình làm, cái gì mình biết, cái gì mình nghe thì mình kể lại, viết lại. Đấy, mình viết lại. Tất nhiên là để cho mọi người đọc mà người ta đọc được ấy, yeah, thì nó cũng phải có cái tả một chút, yeah, bình một chút, nhưng mà cái khả năng tả và bình của tôi nó yếu quá, cho nên là nó thể hiện không được bao nhiêu. Đấy, yeah, về cái là như vậy. Và quá trình viết thì tôi cũng tận dụng sự giúp đỡ của anh em, của gia đình, của cả vợ con. Đấy, tôi gửi bản thảo đi cũng nhiều nơi đấy. Có những đồng chí có khả năng viết thì đồng chí cũng góp ý, đồng chí cũng có sửa chữa câu từ một chút. Đấy, về cái đó như vậy. Hay là bà xã nhà tôi cũng đọc, cũng tham gia. Các con trai của tôi cũng tham gia, yeah, thì tôi tiếp thu, tôi tu chỉnh. Khi mà tôi nhận nhiệm vụ quay đồng bằng năm số 8 ấy, yeah, như thế nào thì tôi phải nói qua một chút về cuộc đời chiến đấu của tôi. Tôi là từ năm 65 là một chiến sĩ trinh sát. Đấy, cho nên trong chiến tranh chống Mỹ tôi luôn tiếp xúc với địch, với đối phương. Yeah. Có những lúc như vậy tiếp xúc rất gần. Đấy. Và mặt đối mặt, có khi mình nhìn thấy họ nhưng mà họ thì không nhìn thấy mình. Đấy. Cho nên nó nhiều lần như thế rồi, cho nên nó tạo được cái sự bình tĩnh, tỉnh táo để xử lý mọi tình huống. Đấy. Đấy, thì về cái đó như vậy. Và trong cuộc đời ấy, thì nó tạo nên cho tôi một cái điều mà bây giờ lớn tuổi rồi mới ngẫm lại thì mới thấy thế này. Cuộc đời tôi bất cứ làm việc gì thì cũng luôn luôn trách nhiệm. Đấy. Làm viết, làm hết sức mình. Đấy. Mục đích là thế nào? Đầu tiên là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng vì tôi là người lính mà lại làm nghề trinh sát nữa, thì tôi nghĩ đến cái chuyện thứ hai, làm thế nào ta đánh thắng. Thứ ba thì tôi nghĩ đến cái chuyện ấy, bộ đội ta ít thương vong nhất. Vâng. Đấy. Đấy. Thì luôn luôn trong trong đầu tôi thì là nghĩ cái đó. Đấy. Và một cái điều nữa là về tình cảm. Tôi rất thương bộ đội. Vâng. Đặc biệt là cấp dưới. Còn đối với cấp trên ấy, tôi cảm thấy là các thủ trưởng đối với tôi rất bình đẳng, yeah, rất không có vấn đề gì, cho nên tôi có thể cởi mở, tôi có thể trình bày hết được cái suy nghĩ của tôi có thể đóng góp được những cái phương án của tôi nghĩ ra, ví dụ vậy. Cho nên là có những việc tôi làm trong cuộc chiến tranh ấy, nó xuất phát từ cái trái tim mình, cái mệnh lệnh nó từ trái tim mình chứ không phải là cái mệnh lệnh do cấp trên. Yeah. Tôi nhớ là ngày, tức là tháng 1 năm 68 ấy, tháng 1 năm 68, ngày 15 thì phải, 15 tháng 1 năm 68. Nhiệm vụ của tôi là đi điều tra căn cứ Cồn Tiên. Yeah.
Thì khi tôi đi tôi dựa vào cơ sở một cái chốt bao vây Cồn Tiên, tức là cái chốt Cồn Hụ. Lúc đi thì bình thường, nhưng khi tôi điều tra xong, mở sáng ra quay lại thì cái chốt đó bị nó đánh pháo, bom hủy diệt. Anh em thương vong gần hết. Thì mình tự xác định là nếu mà mình bây giờ không ra lệnh cả, mình bí mật mình rút lui, mình an toàn. Cả tổ an toàn. Nhưng mà như vậy là hai đồng chí liệt sĩ ở đấy, bốn đồng chí thương binh ở đấy thì như thế nào? Nếu ban ngày địch nó lên, nó sẽ giết anh em hoặc nó bắt anh em. Cho nên mà bà tôi mới bàn với cả tổ là tự ở lại để bảo vệ cái số anh em thương binh này và giữ cái chốt này. Và lúc bấy giờ trong đầu tôi á, nghĩ đến cái chuyện là mình có thể hy sinh, nhưng mà nếu mình giữ được cái chốt này thì có thể đỡ được hàng chục sinh mạng của anh em mình. Cái số đang ngồi đây là một đang chốt trên này, còn cái số phải đánh để lấy lại cái chốt đấy. Cho nên là tôi quyết ở lại. Mà chính cái tổ của tôi á, khi quyết ở lại thì là có bốn anh em thì hy sinh một, bị thương một, còn tôi mới một đồng chí nữa. Nhưng mà nó sung sướng ở chỗ, tức là mình bảo vệ được cái số anh em thương binh ở đó, mình giữ được cái thi hài của những anh em liệt sĩ ở đó để đưa anh em về nơi an nghỉ cuối cùng. Đấy. Và cái chốt Cồn Hụ không bị mất. Thì ta không tốn xương máu để lấy lại nữa. Vẫn tiếp tục vây được Cồn Tiên. Ví dụ như vậy, cũng năm số 8 ấy, tức là khoảng độ mùng 10 Tết, khi tôi cáng, chỉ huy bộ đội cáng một chuyến thương binh cuối cùng về cái làng An Hưng, thì tôi có hỏi các đồng chí lại chỉ huy mà của cái trạm phẫu, hay là gọi là cái bệnh xá của trung đoàn ấy. Lúc bấy tôi nhớ đồng chí Bảo là chính viên ấy. Bảo vệ thì ai bảo vệ cái bệnh xá này? Thì đồng chí có nói là hiện giờ không, chưa có lực lượng bảo vệ cả. Mà tôi biết, vì tôi làm nghề trinh sát mà, cho nên tôi biết là ngày mai nó sẽ theo dấu chân của ta, nhất định sẽ đánh vào đây. Mà đánh vào đây không người bảo vệ, mà trên 50 thương binh chắc là sẽ rơi vào tay giặc thôi. Thế tôi bàn với lại anh em, ở trong đó có đồng chí chỉ huy đại đội, là điện báo cáo về trung đoàn cho người giữ bảo vệ cái bệnh xá này. Nhưng mà không điện được. Cho nên cuối cùng chúng tôi quyết định là ở lại bảo vệ cái bệnh xá này. Và cuối cùng bảo vệ được, bảo vệ cả ngày. May hôm đấy không ai hy sinh cả. Thì có tôi và đồng chí Nguyễn Hữu Tứ là bị thương, còn lại anh em an toàn cả. Nhưng mà sung sướng một điều, tức là hơn 50 thương binh ở đấy chỉ bị một cái hầm pháo đánh trúng, anh em thương vong, còn lại cứu được. Cái năm số 8 thì trong cuộc tổng tấn công á, thì cái trung đoàn 1 của tôi được lệnh rút khỏi cái Cồn Tiên, như vậy là vào ngày 27 Tết. Mà 30 Tết đã bắt đầu thực hiện cái nhiệm vụ thọc sâu vào Bắc Huế để chia lửa với Huế. Đấy. Cũng phải đến hơn 2 tuần vừa đi vừa đánh, vừa đi vừa mở đường, chúng tôi mới đến được Bắc Sông Hương để mà chặn cái con đường tiếp tế của quân đội Sài Gòn của Mỹ từ Cửa Thuận vào. Đấy. Tạo điều kiện cho Huế, cho cái lực lượng Đông Huế giữ được Huế rồi, 25 ngày rồi, rút quân an toàn rồi. Nhưng mà Bộ Quốc phòng cũng như là Bộ Tư lệnh Quân khu Trị Thiên lúc bây giờ ra lệnh cho trung đoàn 1 phải trụ lại. Trụ ở đồng bằng cùng bộ đội địa phương để làm gì? Để đánh địch, để phá thế kìm kẹp, để giữ phong trào cách mạng, giữ cơ sở, giữ lòng tin của dân. Cho nên là trung đoàn 1 phải ở lại. Mà chắc là chị và mọi người không hiểu hết được đâu, vì chúng tôi lúc bấy giờ súng đạn trên vai, còn tiếp tế là không
không được bao nhiêu, không được bao nhiêu. Thế mà phải đánh ở dưới đồng bằng như vậy là gần 100 ngày, cho nên là vô cùng ác liệt. Anh em thương vong nhiều, bổ sung lực lượng thì có những lúc bổ sung vào khoảng 11, 12 giờ đêm. Sáng ngày ra khoảng 7 giờ sáng anh em đã đi rồi. Có khi còn chưa kịp đăng ký anh em vào danh sách đơn vị. Đấy. Mà khi anh em nằm xuống rồi lại phải hỏi những đồng đội. Hỏi những đồng đội là bây giờ cái đồng chí này tên là gì. Đấy. Tất nhiên có danh sách rồi nhưng không biết. Thì chỉ đồng chí này tên là gì, bắt đầu mới lục danh sách ra mới thấy là đồng chí tên này quê ở đây, rồi mới đăng ký được vào. Đấy. Nhân dân từ Quảng Trị đến Thừa Thiên, người ta hết mình bộ đội, gạo của người ta chôn giấu, gạo của người ta trong gia đình cung cấp cho bộ đội, mà cung cấp cho hơn 1.000 người ăn bằng đấy thời gian đâu có đơn giản. Đấy. Cái thứ hai nữa là họ cáng thương binh, họ nuôi thương binh. Đấy. Vì chúng tôi ấy, phải cơ động liên tục. Vì lúc bấy giờ chúng tôi phải đối đầu với cái sư đoàn kỵ binh bay số 1 của Mỹ. Cái sư đoàn này nó có 500 chiếc trực thăng. Chỉ cần khoảng độ 30 phút thôi thì nó đã đổ quân vây chặt được lực lượng tôi rồi. Đấy. Đấy là cái may mắn thứ nhất là dân giúp đỡ nhé. May mắn thứ hai là chúng tôi có được các người chỉ huy tài ba. Đó là đồng chí Trung đoàn trưởng Võ Thế Đào, đồng chí chính ủy Nguyễn Đàm. Đấy. Hai đồng chí này chúng tôi cứ nói với nhau là đây là lãnh tụ tinh thần của đơn vị. Đấy. Và hai ông này đã dùng cái bộ tham mưu của mình ấy, lừa được địch. Đấy. Cơ động liên tục. Chúng tôi cơ động, nếu đã chạm địch trong ngày hôm nay là tối hôm ấy cơ động. Cơ động chỗ khác. Đấy. Và trong lúc cơ động để cử bộ phận đánh vào các căn cứ của nó, thì nó tưởng rằng mình lại chuẩn bị đánh căn cứ. Nhưng mà thực ra mình lại cơ động chỗ khác. Cho nên nó cứ lo, nó đối phó với việc là căn cứ nó bị tấn công, chứ nó không tính đến cái chuyện bao vây mình. Đấy. Cái nữa là các thủ trưởng tính toán bố trí thành một cái thế trận vừa phân tán vừa liên hoàn, cho nó có vây cũng khó. Đấy, nó vây cũng khó. Đấy. Và khi bị vây rồi thì các thủ trưởng trung đoàn có một cái kế hoạch phá vây rất bình tĩnh và tỉnh táo. Đặc biệt để một đội không bị dao động thì là cái đội hình phòng ngự được giữ nguyên. Đấy, như là cái trận mà nó bao vây hơn 700 người, trong đó có sở chỉ huy trung đoàn, 5 đại trực thuộc và tiểu 2 ở cái làng gọi là Hiền Lương của xã Phong Hiền ấy. Tôi có kể lại đấy. Thì bắt đầu nó vây từ sáng 11. Thì các thủ trưởng rất thông minh ở chỗ này. Ngay khi thấy hiện tượng nó bao vây rồi đấy, ngay hôm 11 ấy, là các ông đã ra lệnh cho cái tiểu đoàn 1 đang nằm bờ bắc sông Hương quay về chiếm cái làng Sơn Tùng, làng Cao Ban để tạo cái thế phá vây. Mà tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 lúc ấy chính là bác Võ Chót. Một cái lão tướng bây giờ đấy làm tiểu đoàn trưởng. Đấy. Chứ nếu mà không đưa được cái tiểu đoàn 1 về đấy làm cái cơ sở để mà phá vây cũng không được. Cái thứ hai là các ông tổ chức một cái lực lượng rất tinh, rất nhọn mở cửa để phá vây, nối thông với lại cái tiểu đoàn 1 rồi mới đưa đội hình ra cho nên an toàn. Chứ không như kiểu phá vây của cái tiểu đoàn 8. Tiểu đoàn 8 của trung đoàn 90 mà cuối tháng 4 đấy mà bị tổn thất rất nặng ở cái làng Phước Yên, bây giờ có cái đài tưởng niệm ở đó đấy. Do đơn vị ở dưới đồng bằng quá lâu cho nên là gì, gạo hết,
đã ít. Tôi nhớ là đồng chí trung trưởng của tôi đấy ra lệnh, nếu trong một ngày chiến đấu mà ai mà bắn hết quá 2 băng đạn AK, tức là 60 viên, dạ, dù thành tích cao đến mấy cũng không được khen thưởng, không xét khen thưởng, dạ, bởi vì hết đạn mất. Và đạn DGZ và đạn cối thâm 2 nếu muốn bắn phải báo cáo tiền trưởng hoặc báo cáo tham mưu trưởng trung đoàn, dạ, vì nếu không hết đạn mà bộ đội hết đạn thì như là một cái cục thịt thôi đấy, cho nên là rất tiếc được đạn. Và bộ đội bị thương tại sao là không đưa hết lên núi được, dạ, phải giấu trong dân. Khi được lệnh rút lên ấy, dạ, thì phải rút cái đã, chứ nếu mà cồng kềnh đưa hết thương binh lên thì không thể lui được, mà dạ, lơ mơ lại bị tổn thất nặng nữa, dạ. Cho nên là mãi ngày 21 tháng 5 thì trung đoàn chúng tôi mới vượt được đường 1 lên cái vùng Khe Mễ Động Chuối phía tây cái huyện Phong Điền Thừa Thiên được, dạ. Nhưng ở dưới đồng bằng còn khoảng 300 thương binh, dạ, 300 thương binh ở dưới đó. Và khi lên đó rồi ấy, thì trên vẫn xác định rằng khi cần vẫn quay xuống đồng bằng đánh tiếp, dạ. Đấy. Thế thì tôi cứ nãy nhà báo Hải Yến thì cứ nói rằng khi đơn vị rút lên là tôi ở lại, không phải, dạ, tôi cũng rút lên, dạ. Đấy, nên cùng đơn vị, dạ, mà cái quá trình rút ấy là chính chúng tôi là lực lượng đi đầu đấy, dạ, để đưa bộ đội lên núi đấy, dạ. Nhưng mà lên ở mới được 3 ngày thôi, dạ. Đấy, lên động Khe Mễ được 3 ngày thôi, thì tức là rút 21 thì 22 lên động Khe Mễ, thì như vậy là được 3 ngày thì trung trưởng chính ủy gọi tôi nên giao nhiệm vụ đưa một phần đội cảnh sát quay đồng bằng. Quay đồng bằng nhiệm vụ không phải là chỉ có đưa thương binh lên đâu. Vâng. Nhiệm vụ là thế này: một là điều tra địch để làm sao đấy trung đoàn mà quay xuống đánh được. Thứ hai là cái gì? Cùng với lại du kích địa phương, bộ địa phương đánh địch để gây tiếng súng làm cho dân an lòng, cơ sở an lòng đấy, và chính lực lượng vũ trang địa phương và du kích cũng an lòng đấy. Mà có 10 người thôi. Nhiệm vụ thứ ba mới đến cái nhiệm vụ là gì? Tìm mọi cách cùng với lại địa phương để mà tìm cách đưa thương binh lên núi, yeah. Chứ vì tôi có 10 người không làm sao mà đưa được, yeah. Nếu không bám địa phương không đưa được, yeah. Cho nên khi xuống một gãy là tôi phải bám ngay, lấy 3 đồng chí cán bộ huyện, đồng chí Ngô là bí thư Phong Điền, đồng chí Nam bí thư Quảng Điền, còn đồng chí Nghiệp là cán bộ huyện của Hương Trà, phải bám ngay và nhờ các anh ấy chỉ thị các địa phương cùng với tôi lo 3 cái nhiệm vụ này đấy. Đấy, về cái đó như vậy. Thế còn nói về tâm tư thì lúc bấy như thế này, cái lúc mà nhận nhiệm vụ quay lại ạ, dạ, cũng thỉnh thoảng nghĩ đến là mình sẽ không quay về, dạ, đấy. Nhưng mà cái đó nó thoáng qua thôi, dạ. Vì cái nghĩ đến cái nhiệm vụ ấy, dạ, cái trách nhiệm nhiệm vụ nó lớn quá rồi, dạ. Cho nên thỉnh thoảng là này nghĩ đến cái chuyện tình hình đồng bằng như thế này, nó trắng như thế này rồi ấy, thì cũng có thể mình không quay về. Nhưng mà thanh niên lúc bấy giờ coi cái chết ấy nó nhẹ, chứ nó không có nặng nề lắm. Không phải là không sợ chết, nhưng mà nó cũng nhẹ nhàng thôi. Cho nó thoáng qua được, công việc nó lôi đi rồi nó lại có ai thôi. Cái đó như thế. Thế còn trong quá trình mà thực hiện nhiệm vụ ấy, thì 2 tháng đầu chúng tôi thực hiện nhiệm vụ thuận lợi, được, tốt. Tôi nhớ đến 21 tháng 7 thì trong một trận càn, nó phát hiện được một cái hầm của 2 chiến sĩ thông tin của chúng tôi. Đấy, là đồng chí Mùi Ngọc Hành, đấy, và đồng chí Nguyễn Xuân Quang ở một hầm bí mật. Nó gọi hàng không được, cuối cùng như vậy nó đánh vào trong hầm ấy, thì các đồng chí lật hầm đánh trả, nhưng mà cả 2 hy sinh. Trong đó các ông chí hủy được máy thông tin này, hủy được tài liệu, nhưng cả 2 hy sinh.
Thì thời điểm đó tôi thực sự bi quan. Thực sự bi quan. Bởi vì toàn bộ vùng đồng bằng nó kiểm soát. Được. Ban ngày mình ở hầm bí mật, ban đêm nên hoạt động. Thì trước đây có cái máy thông tin để điện về báo cáo xin chỉ đạo. Được. Bây giờ không liên lạc được nữa rồi. Làm xong để đấy, viết thư bỏ vào phong bao để gửi giao liên chuyển lên, mà gửi mãi không được, gửi rồi không thấy quay lại đấy. Thì lúc bấy giờ thực sự là bi quan. Và tôi cho rằng khó khăn chắc là có quay về cũng cực kỳ khó khăn vì ác liệt lắm đấy. Ngày nào cũng đánh đấy. Ngày nào du kích cũng thương vong đấy. Đấy về cái đó như vậy. Nhưng mà bi quan vậy, nhưng mà tôi xác định là nếu mà mình mà tỏ thái độ ra thì anh em ta dao động hỏng hết, không thể thực hiện nhiệm vụ được. Cho mình phải giấu trong lòng thôi đấy. Nhưng mà được một cái thế này, khi nhiệm vụ nó đến thì lại tập trung làm được, tập trung làm được đấy. Trong cái quá trình đó, sau cái vụ mà hai chiến sĩ thông tin của tôi hy sinh rồi ấy, nó còn tôi trực tiếp này còn gặp hai lần nữa. Thì nó vẫn ảnh hưởng tư tưởng. Một lần đang làm bí mật thì xe ở đất nó ủi đến gần hầm bí mật, còn cách khoảng lộ vài ba chục mét thôi. Nếu chỉ cần một tiếng nữa là nó ủi vào cái hầm của mình. Lúc bấy giờ tôi đã lật nắp hầm lên rồi. Đấy, cái hầm của tôi nằm trong cái bờ tre, đã ôm một súng AK này rồi. Từ tôi xác định là nếu mà nó ủi đến nơi là tôi giết mấy cái thằng đó xong rồi mình chạy về hướng làng Sơn Tùng. May ra thì thoát. Còn cái phần không qua khỏi có lẽ tới 99%. Còn lúc đó những người dưới hầm thì vô cùng khó khăn rồi. Vì lúc bấy giờ ở dưới hầm có 3 người. Tôi một du kích nữa với một cái cô y tá, tức là cái lúc bấy cô còn nhỏ, tôi cứ gọi cô là cháu mà. Cháu Hoài Thu đấy. Đấy. Nằm ở dưới, nhưng mà này không dám nói cho cái du kích với này cái cháu Hoài Thu này biết. Nếu nói biết là xe ở đất nó cách 20 mét rồi là con gái mà có khi hét thú lên thì thôi cũng vậy. Nhưng mà hôm ấy tôi nói là trời cứu mà, tức là mưa nó xuống rồi nó xa lầy rồi cuối cùng là mình lại thoát đấy. Còn một vụ nữa, tức là mình làm cái hầm bí mật ở ngoài đồng ấy, lại gặp một trận mưa to sau cái vụ mà nó ủi đấy. Đấy về cái thì nó lại ngập, nó ngập mà phải ngửa lên thế này này. Mình tật cái mũi mà thở thôi. Đấy. Nhưng mà rồi cuối cùng á, may mà cái nơi tôi làm nó có hơi cao hơn một chút. Vẫn còn chỗ để thở. Thì cũng mình cũng thoáng qua. Thì những lúc khó khăn như vậy thì mình cũng đêm nằm nhiều lúc mình cũng nghĩ đến cái chết. Đấy. Nghĩ đến cái chết. Đấy. Mà sau đó tôi lại cử, mùa mưa sắp đến thì tôi có khả năng tôi cũng dự tính được trước tình huống. Tôi bảo nếu mà sau khi mà cái trận mưa bị ngập như thế đấy, thì tôi nói rằng nếu mà nó mưa nữa nó ngập hết cả bí mật thì chắc rằng anh em mình thương vong hết. Cho nên là tôi bàn với đồng chí Thân Ngọc Trung, lúc bấy giờ là quyền bí thư đảng ủy của cái xã Phong Nhiêu lúc bấy giờ ấy. Tôi nói là phải đưa anh em lên núi thôi. Cuối cùng mới thu được, định đưa lên 100, đưa thương binh với lại du kích lên 100, nhưng mà cuối cùng chỉ đưa lên được hơn 60. Do đường anh Nhâm ấy. Dạ. Anh Nhâm gầy hôm qua ấy. Dạ. Anh Nhâm với anh Khai, anh Nhâm là chỉ huy, còn anh Khai đi cùng. Dạ. Chỉ huy đưa được lực lượng lên núi. Dạ. Đấy, trước đó đã tổ chức một lực lượng đưa lên núi rồi, nhưng mà nó không phải khó khăn như thế. Dạ. Thế thì do cái anh Kiệm, anh chỉ huy đưa lên đường núi rồi nhưng không quay về được, mất luôn. Cho nên chúng tôi không nhận được tin tức gì ở trên đơn vị cả. Đến khi anh Nhâm quay lại, anh Nhâm đưa được bộ đội, đưa được du kích với lại thương binh lên núi,
thì anh em là có một cái công cực lớn như thế này, mang cái mệnh lệnh của trung đoàn là cho phép cái phân đội cảnh sát rút lên núi. Thế thì khi anh quay xuống ấy, thì cái nơi mà nó là cái cây nhãn to ở cái đầu làng Cao Ban, là cái nơi đặt hòm thư bí mật của chúng tôi ấy, thì nó đóng quân ở đấy rồi. Thế là chúng tôi phải di chuyển thôi. Anh Nhâm không tiếp cận được hòm thư bí mật, nằm ở ngoài giữa cánh đồng này, 2 ngày. Anh Nhâm và anh Khai đấy, nằm kiên trì nằm ở bờ bụi ngoài đấy, chả biết các anh ăn cái gì. Đến khi nó rút vào mới lấy được cái thư bí mật, biết chỗ chúng tôi ở, mới bắt liên lạc được, thì truyền được cái lệnh, truyền được cái lệnh để cho anh em tôi lên. Thì lúc bấy giờ nhận được lệnh rồi, tôi quyết định thu hết cái anh em thương binh và du kích còn lại ở đấy để đưa lên núi. Nhưng mà hôm là tôi nhớ là đã hợp đồng hết rồi. Nhưng mà không hiểu tại sao anh em đến chậm, mới đến được 6 thương binh. Đấy. Với chúng tôi lúc bấy giờ còn 6 người. Thế thì tôi mới cử cái đồng chí Bùi Công Nuôi và đồng chí Nguyễn Văn Hiến đi vượt sang làng Yên Viên để bắt liên lạc với đồng chí Thân Ngọc Trung, bí thư đấy, để đưa anh em về để chuẩn bị lên núi. Thì lại rất không may chúng tôi, hai đồng chí đó vất mình hy sinh ở cái bờ một cái con mương, bờ bắc của con mương để sang làng Gia Viên. Đấy. Khi mà thấy một tiếng nổ thì chúng tôi biết là có vấn đề rồi, đưa ra thì hai đồng chí hy sinh rồi. Đấy. Buộc chúng tôi phải an táng hai đồng chí ấy ngay tại khu vực đó. Tức là sau rồi vẫn tổ chức cái chương trình lên núi cho cái bộ phận lên núi cuối cùng. Chúng tôi được 10 người thì trong đó chỉ còn có 4 trinh sát, 6 thương binh lên núi an toàn. Thì còn cái quá trình lên núi lên kia thì nó cũng gian truân kinh khủng. Đấy, mà gạo thì cũng trên vai thôi, cũng chuẩn bị trước hết rồi, nhưng mà nó lụt, nó mưa, rồi địch nó đóng khắp nơi. Thì nếu mà mình không biết chọn đường mà đi thì bị phục kích cũng chết. Là nhưng mà tôi được một cái là tôi sử dụng bản đồ cũng khá tốt. Tôi dùng cái tấm bản đồ của Mỹ đấy. Tôi cắt đường từ đồng bằng Tử Thiên sang Lạc, cắt được. Nhưng cứ cầm tấm bản đồ lại nghĩ đến cái đồng chí Nuôi và đồng chí Hiến này, hai con người xông pha, mà chính hai con người này là lấy được tấm bản đồ này của Mỹ mà để cứu anh em tôi ấy. Cho nên là tôi ngay sau khi mà có điều kiện gái này, tôi quay về đó để tìm cái vị trí an táng hai đồng chí này. Chính tôi và đồng chí Lam, lúc bấy đồng chí nghỉ hưu rồi, bí thư huyện ủy, đi tìm đấy, đi tìm 4 cái nơi an táng. Một là cái nơi an táng của hai đồng chí Thông Tin, hai là cái nơi an táng của đồng chí Nuôi, đồng chí Hiến, nhưng mà địa hình thay đổi không thể tìm được. Và từ đấy đến nay chúng tôi cũng qua lại đấy cũng phải chắc là không dưới 3 lần, nhưng cũng không tìm được đấy. Thế cho nên là có những cái người hy sinh thầm lặng đấy, không ai biết đến đấy, chỉ có anh em cựu chiến binh tôi biết thôi. Cho nên thường thường là khi gặp gỡ anh em kiện mình, tôi động viên anh em là bây giờ cố gắng làm sao để dùng trí tuệ của mình cung cấp thông tin, nếu sức khỏe không còn, còn nếu sức khỏe mà còn ấy, thì cố gắng đi tìm đồng đội. Đấy, về cái tâm tư thì nó như vậy, chứ bảo là bây giờ mình không sợ chết không phải đâu. Đấy, vẫn sợ đấy, có những lúc bi quan, thấy là có những lúc ấy, tôi nghĩ có khi mình không có lệnh mình vẫn bỏ đồng bằng để lên núi đấy, nhưng mà nó đấu tranh qua lại rồi lại ở lại được. Đấy, thì cuối cùng hoàn thành được nhiệm vụ của trên giao. Nhưng mà hôm về báo cáo thì tôi có nói là không hoàn thành nhiệm vụ. Tôi báo cáo với đồng chí chính ủy, đồng chí trung ương trưởng như vậy. Nhưng mà các ông chí xác định là
là cái đội trinh sát chúng tôi là hoàn thành rất là nhiệm vụ. Được. Còn lý do tôi nói tôi không hoàn thành nhiệm vụ bởi vì có 10 anh em hy sinh mất 6 rồi. Và trong đó bây giờ có 2 đồng chí không, thực ra chỉ nghe thôi, còn không biết là đồng chí hy sinh ở chỗ nào. Ví dụ đồng chí Kiệm nghe như vậy là bảo bị phục ở cái đồi Ác Ôn, ở địa phương nói thế. Còn cái đồng chí Đào Công Khoan thì nằm ở mãi Bắc Sông Bồ, thì anh em tôi chuẩn bị thu quân thì nghe tin là đồng chí bị quân vào của ta bí mật cũng hy sinh, mà cũng không gặp lại được vì cài một cái đồng chí Khoan ở lại cơ sở để nắm tình hình dân nuôi hết. Cho nên tôi mới nói rằng cái nữa là thương binh chúng tôi có đưa được hết đâu. Đấy, chúng tôi đưa lên, tôi tính là được khoảng 100 thôi. Đấy, còn anh em hy sinh, anh em bị bắt, rồi có một số tự tìm đường lên núi. Đấy, chứ còn nhiệm vụ của tôi phải đưa hết cơ mà, nhưng mà không đưa hết được. Nhưng với tình khó khăn như vậy, cho các đồng chí thủ trưởng trung đoàn, nhất đồng chí Nguyễn Đàm chính ủy, thì đánh giá là cái phân đội của chúng tôi là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đấy, thì tôi vẫn không đồng tình với cái đánh giá này, vì thực ra nhiệm vụ có vậy thôi mà mình chưa hoàn thành được. Tức là trong cuộc chiến tranh mà nó diễn biến tư tưởng của con người nhiều lúc bây giờ nghĩ lại nó buồn cười. Tôi như vậy là bắt đầu lên đường vào Nam chiến đấu từ tháng 3 năm 65, nhưng thực ra bắt đầu đánh Mỹ thì vào có khi là tháng 3 năm 66 thì phải. Đấy, tháng 3 năm 66 thì bắt đầu vào đánh trận đầu tiên, tức là đánh biệt kích. Có 2 người nhưng có 1 khẩu súng, cho nên đâm ra là đến khi mình đánh ấy, lại đánh một mình. Nhưng mà thực ra với ý định không phải đánh biệt kích, mà lại muốn là đánh con thú rừng để lấy có thịt về cho bộ đội ăn cơ, vì lúc ấy đang đói. Có viết lại ở trong cái cuốn hồi ký của tôi đấy. Vâng. Nhưng mà tôi viết nó vụng về cho nó kể được có vậy thôi. Dạ. Tôi còn nói với cái đồng chí Cần đi với tôi ấy, là nói khẽ mà, mình nuôi lại hình như là con thú, tôi bắn cho một đội ăn. Thế nó đồng chí Cần nuôi lại, thế tôi ôm AK lên. Thì bắt đầu mình vạch một chút cái bụi tranh ra, thì thấy một đống Mỹ ngồi đấy. Dạ. Coi như nó ngồi nghỉ. Dạ. Cái đây là cái bọn một cái toán biệt kích của Mỹ. Được. Chắc là mà một trung đội biệt kích của Mỹ. Được. Nó leo núi nó cũng mệt rồi nó nghỉ. Thế thì như vậy là lúc ấy tôi mới lùi lại ôm súng lên, thì tôi thấy có một cái thằng hình như nó phát hiện tiếng động. Được. Lúc ấy tôi định bí mật tôi lui ra vì nhiệm vụ của tôi không phải nhiệm vụ đánh. Vâng. Nhưng mà vì có một cái thằng nó đứng dậy hình như nó phát hiện tiếng động, tôi quyết định tôi đánh trước. Được. Là tôi mới dùng băng ga tôi nổ súng, tôi quét hết vào cái chỗ nó nghỉ ấy. Chỗ ấy cũng không thể mình đếm được mấy chục thằng nhưng mà nhiều. Được. Thế thì như vậy là sau đó tôi còn ném vào cho nó 2 quả đạn nữa. Được. Thế nó mới kịp đánh trả. À, sau đó nhất tôi còn lại về tham gia chiến dịch Tây Cam Lộ nữa. Được. Nó ác liệt kinh khủng. Được. Thì chắc là mình cũng khó mà quay về được. Thôi bây giờ như vậy là không viết thư về nhà được. Vì lúc ấy đang trẻ con mà. Được. Năm 1969 ấy, tôi gặp một cái ông bạn ở quê. Đấy. Ông hành quân vào, tôi thì lúc ấy đang ra Quảng Bình. Thế ông bảo, thằng Mai sao mày còn sống à? Thế ở nhà thì như vậy họ báo mày mất tích thì bố mẹ mày đang khóc hết cả nước mắt. Mày báo tin ngay về cho các cụ đi. Đấy. Thế bắt đầu tôi mới bắt viết lá thư đầu tiên về nhà năm 69. Đấy. Mà viết xong rồi một cái thì tôi lại cũng không báo địa điểm đóng quân đâu. Thế là bà mẹ tôi mới lần vào thăm đấy. Vâng. Đấy. Trong hồi ký tôi có viết lại như thế. Ngày đấy đi khó khăn lắm mà bà cụ. Đấy nha, đấy một chuyện. Sau rồi bắt đầu tham gia tiếp cái chiến dịch vây lên Cồn Tiên. Rồi đến cái năm 68. Năm 68 như vậy là chúng tôi đánh hàng trăm trận đấy. Vâng. Cứ ngày đánh đêm di chuyển, cứ liên tục như vậy. Cho nên nghĩ là một cái chuyện cũng bây giờ nghĩ lại rất buồn cười. Không yêu ai, không lấy vợ,
Bởi vì yêu xong rồi lấy vợ rồi làm khổ người ta, nếu mà mình cái khả năng mình quay lại về được không biết được đâu. Cho nên là dứt khoát không yêu cô nào, không lấy vợ. Đấy. Mà cái suy nghĩ này ấy, là nó dai dẳng mãi nhá. Dai dẳng mãi. Đến năm 71 ra thì bắt đầu thấy cái cảnh bên miền Bắc nó hòa bình, thì thấy là mình cũng lớn tuổi rồi. Lúc bấy giờ cũng năm 71 là bao nhiêu nhỉ? Là năm khoảng 25 26 tuổi, thì cũng thấy là nhiều cô cũng đến chuyện trò thấy vui vui, thì cũng đã nghĩ đến cái chuyện là như vậy có cảm tình mấy cô gái rồi, nhưng vẫn quyết tâm là chưa, quyết tâm yêu mà chưa quyết tâm lấy vợ, có gì cứ để trong lòng thôi. Đấy. Mãi đến năm 73 sau ký hiệp định Paris xong, lúc đầu nó còn căng thẳng thì cũng chưa nghĩ đến khi nó ổn định thì bảo là chắc rằng sẽ ổn, sẽ hòa bình. Lúc bấy giờ mình quyết định lấy vợ đấy. Đấy, ai ngờ cưới vợ xong quay vào còn đánh hai chiến dịch nữa. Chiến dịch như vậy ở Nam Huế, xong rồi cái chiến dịch giải phóng Huế, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, coi như hai năm liền nữa cuối cùng mới hoàn thành. Đấy, đấy về cái như vậy. Thế nhưng mà nghĩ thì như vậy, nói thì như vậy, nhưng mà như vậy những cái lúc mà nó im tiếng súng, thế mình nằm đêm lúc ngủ thì không nói, nhưng lúc thức thì lại hình dung lại được hết mọi cái chuyện ở quê. Đấy, những em bé như thế nào, những bạn học như thế nào, bố mẹ đi cấy đi cày như thế nào. Nghĩ đến cái chuyện mà mẹ tôi thì tiết kiệm, mà cái lúc mà tôi chuẩn bị đi miền Nam á, thì là cái ông trẻ của tôi mất, tôi về xong rồi phải đi ngay, thì về cụ tưởng rằng như vậy tối hôm đấy con này nhà cũng mua một con cá về để nấu cho con ăn, nhưng mà rồi cuối cùng vì không có nó muộn giờ, thế là con không kịp ăn, đi về đơn vị. Lúc ấy đơn vị đang đóng là quần ấy, cách nhà khoảng 10 cây số. Thế là bà cụ vớt nước mắt đầy đủ, mà nhà thì nghèo không có đâu. Thế là cụ hình như là đã đi bán lại con cá hay sao. Cô bình nhà tôi đây này cũng biết cái chuyện đấy. Em nghe là cái bọn nó hay, rất là hay đi kiểu cho máy bay đi rồi nó phát loa chiêu hồi mấy này kia, hội tân binh Việt Cộng này nọ, thì anh có bao giờ nghe không, mấy cái đấy không? Riêng cái bọn mà nó rải truyền đơn ấy, nó phát loa ấy, thì nó lại không đả động được đến tinh thần của tôi. Vì tôi như vậy là nói thế này, cũng trưởng thành khá sớm, cũng biết. Vì tôi vào miền Nam đánh một trận, tôi lên cán bộ trung đội rồi. Thế sau rồi năm 67 lên cán, năm 66 lên cán bộ làm đại phó rồi. 67 lên làm đại trưởng, lúc bấy 21 tuổi. Cho nên cũng biết rồi. Chúng anh lì ấy. Lì rồi, cũng đã tương đối lì rồi đấy. Cũng không ảnh hưởng được, đến. Nhưng có không anh? Hả? Những cái đấy có không? Không có, nó toàn nó nhăng mà. À không, nhưng mà tức là nó có chạy, nó có bay máy bay, có. Nó kêu gọi không? Nó kêu gọi, đây này, nói bảo lúc bấy giờ cái người dao động á, không ít đâu. Vâng. Người sau cái trận đánh nhất là cái chiến dịch Tây Cam Lộ xong á, ở cái sư đoàn nhà tôi á, dao động, anh em cũng dao động, bỏ ngũ nhiều, rồi cán bộ cũng dao động. Mà thậm chí có những đối tượng quay về đầu hàng. Ví dụ như Mai Hồng Nhị, một cái cán bộ đại phó của cái trung đoàn 2 của cái sư đoàn 34 tôi đấy. Đầu hàng. Và chắc là nó ghi âm. Nó ghi âm, nó lên máy bay, nó phát loa kêu gọi. Thì chắc nó ghi âm trên cái máy bay N-19 ấy. Cái hồi đấy thì chỉ thấy bực với cái cậu Mai Hồng Nhị thôi. Đấy. Chứ còn tinh thần nó mới còn cao lắm. Nhưng mà đến tôi nghe nói, nghe anh em kể lại á, sau cái Tết Mậu Thân ấy, năm 68, mà lúc bây giờ thương vong nhiều này, đói nhiều này, tôi quay ở đồng bằng thì tôi kể rồi, thì nó không có thời gian mà nghĩ nhiều. Nhưng anh em ở trên này cũng dao động đấy, cũng suy nghĩ nhiều đấy, bởi vì đói kinh khủng không làm gì được. Mà cái trung đoàn 1 của chúng tôi ấy, có một số anh em kể lại ấy,
là khi mà từ đồng bằng lên 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 giáp ranh ấy không có gạo ăn, mà khi tổng kết ấy là ông chủ nhiệm cần báo cáo là lấy được một tạ gạo mất một mạng người. Khi tôi dưới đồng bằng khi về rồi ấy, thì nó kể lại cái ông của ông Lê Minh Chánh, người ở Bến Tre, ông là thủ trưởng trực tiếp của tôi trước, người to cao lắm. Khi ông đã lên làm thăm phó trung đoàn rồi, thế thì toàn trung đoàn khoảng 3 tháng trời ăn 2 lạng gạo một ngày. 2 lạng gạo không có cái gì cả, có nước mắm, rau rừng thôi. Thế thì đói lắm. Thế mà thương hại cái ông Lê Minh Chánh, người to quá mà có 2 lạng gạo mà. Mà lúc bấy giờ thường vụ đảng ủy trung đoàn lúc bấy giờ ông Nguyễn Đàm là chính ủy đấy. Phải họp lại. Quyết định riêng đồng chí Lê Minh Chánh được ăn 2 suất. Nhưng mà khi nuôi quân đưa cho ông 2 suất ông rất không ăn. Ông chỉ ăn 1 suất. Đấy. Đói như thế. Thì cái thời điểm đó mà nó cũng tuyên truyền nhiều. Anh em cũng dao động đấy, chứ không phải không đâu. Nó bi quan, không biết lúc nào mới giải phóng ở miền Nam. Đấy. Đấy chứ không phải đơn giản đâu. Nhưng mà như vậy là sau đó nó may chỉ đến giữa năm 69 thì lại đánh lại được. Thì nó đỡ đi. Nhưng mà năm 69, năm 70 đánh cái AB với đánh cái 935 thắng ác liệt lắm. Lúc bấy giờ nó dồn hỏa lực, bên hai nó đánh liên tục. Mà tôi nhớ mãi cái đồng chí Trương Văn Lúc lúc bấy giờ làm tiểu đoàn trưởng bộ đội, như vậy là đào ngũ nhiều. Mà cái anh Lúc này là cái anh rất dũng cảm. Nếu anh ấy không bị cái trận 4 thôn năm 73 là anh Lúc là anh hùng đấy. Nhưng mà đến lúc bấy giờ ông Nguyễn Đàm cũng đi mất rồi, trong hội giao ban lúc bấy tôi chứng kiến đấy mà. Anh chính ủy nói anh Núp này nặng nề quá. Anh Núp nói thế này: chính ủy ạ, một ngày nó đánh 100 lần chiếc B-52 lên đội hình của chúng tôi. Nó đánh 10 ngày thế này có khi tôi cũng đảo ngũ đấy. Cái ông Núp ấy, ông người dân tộc mà. Nó đánh này 10 ngày nữa có khi tôi cũng đảo ngũ đấy. Thế là của anh chính ủy thấy căng quá, mềm lại. Ông này con người trách nhiệm dũng cảm cực kỳ, nhưng mà ông không thông cảm. Bộ đội cùi gạo cùi đạn ở trên đường mà một ngày nó đánh tới 100 lần chiếc B-52 lên đầu, thương vong rồi là đấy. Thế bộ đội đảo ngũ thì ông không thông cảm, vì thực ra con người ta có phải là sắt đá đâu. Đấy. Đấy với là một lần nữa cũng ông Núp này nói quá, thì bộ đội nó mới ăn thâm gạo. Lúc bấy ông đang chuẩn bị để đánh cái 935 năm 70 đấy. Cái ông chủ nhiệm gần cắt gạo không cấp cho cái tiểu đoàn ông nữa. Ông bảo anh Lưu Trung ạ, anh cứ cấp gạo cho bộ đội tôi ăn, đánh xong tôi về tôi tăng gia tôi trả. ông Trung Văn Núp. Nhưng mà em nghĩ chắc cũng không có cái quân đội của cái nước nào khổ như quân đội nước mình. Đánh nhau nó đã khổ rồi lại còn đói nữa. Ăn đói mặc rét. Ăn đói mặc rét nhá. Tôi nói tiếp cái này. Nhưng mà thế này nhá. Tôi bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao mình vượt qua được. Vâng. 10 năm ở trong rừng mà chỉ có cái ban lô, chăn ở đó, màn ở đó, võng ở đó, nên lông ở đó, quần áo ở đó nhá. Còn lên vai mình cũng mang đạn, mang gạo. Có mỗi cái chân mỏng. Cái chân mỏng. Thế mà sao mà lại sống được 10 năm ở trong rừng thì không chết rét. Đấy. Đến bây giờ nhìn mới thấy là ở Quảng Trị Thừa Thiên nhiệt độ cũng thấp chứ cũng rét chứ không phải đâu. Rét đấy. Mà cuối cùng như vậy 10 năm vẫn chịu được. Có mỗi cái chân mỏng. Thế còn như vậy là tôi chỉ nhớ lại là đến lúc mà nó rét quá đấy. Thì chúng tôi sáng kiến là lấy cái dù pháo sáng của Mỹ ấy, làm thành một cái bọc võng. Khi nằm ở trong hầm thì dễ rồi, nằm trong hầm thì cứ nằm chen với nhau xong rồi người nọ ủ ấm người kia. Nhưng mà khi nằm võng ấy nó rét không chịu được. Thì như vậy lấy cái dù pháo sáng của Mỹ làm thành một cái bọc võng, tức là mỗi người có một cuộn chỉ mà tự khâu. Thì
bọc xuống dưới đáy võng này, nó tạo thành một cái nước không khí như thế này. Được. Nếu nước không khí như này thì cái hơi nóng của mình ấy, được, nó đẩy xuống đấy thì chính nó thành cái nước đệm nó ủ ấm cho mình. Được. Đấy, nằm võng đấy. Thế mà cái đại đội, cái trinh sát của tôi nghĩ là cái đó, mà sau này nó phổ biến đến rất nhiều đơn vị phải làm như thế mới qua được cái mùa đông đấy. Đấy. Em muốn hỏi anh một chút, vâng. Cái trong cái thời gian mà anh ở lại ấy, thì em biết là đơn vị đã đi hết rồi, sau đó thì anh mới quay trở lại, thì lương thực, thực phẩm, gạo đạn, nói tóm lại là đều trên lưng hết. Dân nuôi hết. À đấy, em dân nuôi hết. Thế dân nuôi thì họ đưa cho mình kiểu gì hả anh? À, dân nuôi thế này. À, tôi nói cái chỗ này một chút là rất cảm động đấy. Dạ. Vì tôi nghề của tôi là nghề trinh sát mà, cho rất chủ động. À, khi tôi đi nhận nhiệm vụ xuống ấy, thì tôi có giấy giới thiệu của trung đoàn. Được. Đến các huyện tôi có quyền như vậy liên hệ với ban kinh tế. Được. Của các huyện để nhận tiền, nhận lương thực để nuôi bộ đội. Được. Đấy. Và khi tôi gặp ba đồng chí cán bộ của huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, thì các ông chí thông báo chữ ký của tôi cho các xã nào tôi đến cũng thể nhận được lương thực. Được. Nhưng mà đấy nó chỉ là giai đoạn đầu thôi. Được. Đấy, đấy giai đoạn đầu thôi. Nhưng tôi biết là tình hình nó rất khó khăn. Được. Cho nên là tôi xin hơi nhiều, hơi thừa. Tôi mới đưa vào các cái thùng đạn Đại Liên của Mỹ. Được. Tôi thả xuống dưới các cái hồ ao ấy. Đóng lại tôi thả dưới nó. Và tôi lục. Tôi biết sẽ thiếu đạn đánh, cho nên tôi lục các trận địa cũ mà anh em còn sót đạn lại. Tôi cũng làm như thế. Đấy. Cho nên là cái lực lượng của tôi có cái, tự nhiên có cái gạo, có cái gạo như vậy, có cái đạn dự phòng. Cái thùng Đại Liên của nó, khi mà đóng nó vào rồi thả ở dưới nước 6 tháng 3 tháng nước không vào được. Đấy. Thế thì như cưỡi hết thì mòn đấy mà ăn. Nhưng mà cuối cùng nó cũng cạn. Được. Cuối cùng nó cũng hết. Đấy. Cuối cùng hết thì chúng tôi làm thế nào? Đánh phục kích, lấy đạn, lấy súng nó đánh. Đấy là một nhá. Được. Cái thứ hai, dân ý, bây giờ người ta bị dồn hết ấp chiến lược rồi. Được. Cơ sở bị phá hết rồi. Được. Ban kinh tế đâu còn nữa. Đấy. Thế thì lúc bấy giờ cái giai đoạn cuối cùng ấy, thì dân họ họ làm thế này, họ nuôi đây này. Đầu tiên thì họ mang cái vắt cơm to này, họ đi làm đồng. À. Xong rồi họ chia nhau, họ ăn, ví dụ hai hoặc ba người ăn một vắt thôi, còn lại họ rúi vào bụi. À. Thì đêm chúng tôi lại ra, chúng tôi lấy, chúng tôi ăn. Nhưng về sau họ khôn hơn, họ đấu tranh, cho nên là buộc nó phải cho mang gạo ra ngoài đồng nấu. À. Thì họ có nấu đâu. Vâng. Họ lại cũng giấu vào để chúng tôi ăn, mà có cơ sở ngay trong ấp chiến lược ấy báo chúng tôi biết là những khu vực nào là dân giấu gạo rồi giấu thực phẩm để mà cho bộ đội, không phải cho mình chúng tôi đâu nhé. Vâng. Cả bộ đội địa phương cũng không có mà ăn, cũng phải vậy, du kích cũng phải như vậy. Vâng. Đấy. Đấy là về cái dân người ta như thế, chứ nếu không có dân thì chúng tôi không tồn tại được. Đấy. Đấy, về cái như vậy. Còn lại nếu có ai ốm đau bị thương thì cũng có thuốc, tức là cũng bằng cách cung cấp theo kiểu ấy. Đấy. Đấy, dân người ta cung cấp. Đấy. Thế như vậy là gì, tôi mới nghĩ bụng là nghĩ lại cái thằng Mỹ với chính quyền Sài Gòn nó dùng cái chính sách tát nước bắt cá, có nghĩa là nó bốc hết dân ở trên lực rồi. Được. Còn làng mạng nó ủi hết. Được. Nhưng mà cũng không làm sao ủi được hết lòng dân. Đấy. Họ ở trong ốc trên đường họ vẫn nuôi quân được mà. Đấy. Thì cái này phải nói là nhiều lúc nghĩ này chúng tôi rất cảm động. Đấy. Không có họ không sống được. Sau này đấy. Anh có bao giờ quay lại cái khu vực đấy? À, tôi quay lại nhiều lần. Những người ngày xưa. Tôi quay lại nhiều lần. Nhưng mà cũng rất là rất tiếc là những anh em du kích thương vong quá nhiều, còn không nhiều. Dạ. Gặp lại chỉ được 10 đồng chí.
cơ sở cách mạng cũng bị tàn sát và cũng phải di chuyển. Cho nên cái số mà còn ở lại ấy, là cũng chỉ gặp được đôi ba cái cơ sở thôi. Bây giờ còn không anh? Bây giờ còn một đấy. Hình như còn một cơ sở, tức là cái chị lấy cho chị kêu giấy. Cái chị kêu là ở trong cuốn hồi ký ấy, là tôi cũng đến thăm lại, có cái ảnh của chị ở trong đó. Không biết dịp này có còn hay không. Nhưng mà cách trước khi tôi viết cuốn hồi ký là chị vẫn còn đấy. Chị vẫn còn. Chị có ba người con. Thì lúc bấy giờ chị không những nấu nướng chúng tôi ăn, chị còn những lúc mà địch nó càn quét ấy, là chị thế này, chị gánh một bên một đứa con, một bên cái con bé con ấy, một bên là đồ đạc, chị gọi là đi chạy, nhưng thực ra chị đi nắm tình hình. Cái chị kêu ấy, bây giờ các cháu nó lớn, nó trưởng thành hết rồi, còn đứa con gái lớn thì chị phải gửi đi vượt thế. Cho nên là dân họ hoạt động nhiều cách lắm, cung cấp tin tức này, rồi họ nuôi thương binh này, rồi họ nuôi bộ đội, nuôi du kích bằng cách đó. Người dân thì người ta cũng không biết mình là ai, mà như các anh thì cũng không biết họ, nhưng mà họ lại cái đấy em cho rằng là mạo hiểm đấy. Mạo hiểm cả tính mạng của mình cũng như gia đình mình. Để nuôi những người bộ đội mà mình không biết là ai thì... cái này như vậy, dân ở trong đó thì họ sẵn sàng hy sinh đấy. Tôi kể một chút, cái này do đồng chí Đào Công Khoan, đồng chí kể lại thôi. Cái đồng chí Đào Công Khoan ấy là một đồng chí có kinh nghiệm hoạt động địch hậu mà. Thế tôi mới cài lại ở cái vùng Bao La, tức là cái vùng mà Bắc Sông Bồ nó gần Huế hơn ấy. Chủ yếu để mà sâu chuỗi các cơ sở nắm tình hình. Thế mà có một lần đồng chí Khoan kể lại đấy, tức là có một lần như vậy, ở cái nhà của một cái bà mẹ, bà cụ tên là bà tên là Nấng. Này, ở cái làng Bao La. Nhưng mà tôi về tìm lại bây giờ không được nữa, vì tên ở đấy, cái tên cúng cơm của họ là họ giấu biệt, họ cứ gọi cái tên con, chứ bây giờ những người ta không nhớ đó. Đấy. Tức là khi mà nó càn ập đến, mà đồng chí Khoan không chịu cho mình, không kịp cho mình mật để giấu trong chùm. Giấu chùm. Xong rồi ấy, là bà ấy đậy cái mẹt lên rồi. Thế là cái bọn địa phương quân nó đến đi càn ấy. Là bà ấy là cái hàng trên trong cái họ ở cái vùng đấy. Thế bà ấy cậy cái thế đó là bà ấy mắng như tắt nước vào mặt chúng nó. Cứ hỏi có Việt Cộng không là bà ấy bảo Việt Cộng đâu, có Việt Cộng đây, chúng mày chết rồi. Chúng mày nhanh chóng mà về, xong rồi làm bao nhiêu vợ con, mày đừng có gây tội ác, để bà đuổi. Đấy, nó chịu. Đấy, cho nên là cuối cùng như vậy là cái đồng chí Đào Công Khoan này là an toàn. Đấy. Sau đó thì mới xuống Hầm Bí Mật. Còn có một bà cụ nữa, thì bà cụ này bà già, hồi đấy đã già rồi, hồi đấy đã 70 rồi. Thì bà ấy báo, bà ấy dùng cái ngọn đèn, bà ấy cứ báo cho bộ đội vượt qua cái đường ô tô mà từ Sịa đi Ấn Lỗ đấy. Tức là bà mà cứ thắp đèn lên, đấy, thắp đèn sáng lên ấy, thì là đi được. Đấy, không có phục kích. Còn nếu mà bà ấy không có đèn của bà ấy là có phục kích đấy. Đấy. Thế nhưng mà coi như là cứu cũng được nhiều người đấy. Đã. Cũng được nhiều người đấy. Mà bà ấy làm được việc này rất lâu nhá. Đấy, rất lâu. Cứ có địch phục kích là bà ấy tắt cái ngọn đèn đi. Còn nếu mà không có bọn phục kích là bà ấy thắp ngọn đèn đó. Đấy. Chúng tôi lúc bấy giờ cũng không có điều kiện tiếp xúc nhiều, nhưng mà lãnh đạo ở cái xã Phong Nhiêu ấy, người ta biết cái tín hiệu đó, người ta báo cho chúng tôi để chúng tôi tránh. Có một lần chúng tôi là phải bí quá, là cuối cùng phải vào tiếp cận với cụ ấy,
tiếp cận với cụ để cụ cung cấp tình hình cho đấy. Thì tôi cũng kể lại cái chuyện mà hôm tiếp cận cụ, nhưng cũng chỉ tiếp cận với cụ được có một lần thôi. Còn để giữ bí mật cho an toàn cho cụ, bí thì mình phải vào thế thôi. Đấy. Thì dân họ có nhiều cách, họ nuôi, họ giúp, họ cứu bộ đội. Đấy. Em thấy ở đây thì đúng là quân với dân thì như cá với nước. Nhưng mà đến bây giờ ấy, thì cái cuộc chiến thông tin bây giờ nó cũng khá quyết liệt anh ạ. Thì có những cái thông tin từ ngày ấy nó dai dẳng. Sau đó thực ra thì ngày đấy cũng không có nhiều người tin. Nhưng mà đến bây giờ thì một cái quãng thời gian nhiều chục năm trôi qua, các anh thì cũng lớn tuổi, lại cũng không phải là những người thông thạo ở trên cái mặt trận này. Cho nên là những cái thông tin ví dụ như là bộ đội Huế, bộ đội vào Huế sau đó là tàn sát nhân dân, thảm sát mấy này kia các thứ, thì có lúc nó rộ lên, có lúc thì nó tạm ngưng lại, nhưng nó vẫn cứ dai dẳng như thế. Thì em rất là muốn biết tâm trạng của các anh khi mà nghe những cái lời đồn như vậy, thì cái suy nghĩ của những người bộ đội từng sống chiến đấu ở những cái vùng đấy và được nhân dân nuôi dưỡng bảo vệ mình như vậy, mà lại bây giờ lại nghe người ta đồn rằng là mình là người tàn sát nhân dân, thì cái tâm trạng và cái suy nghĩ của các anh là như thế nào? Em thấy rất ít phản ứng trở lại của các cựu chiến binh nhà mình. Cái này nhá, tôi nói như thế này. Sau khi mà hòa bình ấy, thì tôi có xem một cái bộ phim của cái người Mỹ người ta dựng lên ấy. Ở Huế, tôi thì lại rất là tiếc, tức là tôi lại không là người trực tiếp đánh trong thành phố Huế. Cho cái mục này tôi không trực tiếp để mà đấu tranh một cách như vậy là gay gắt về cái này được. Nhưng mà bây giờ tôi mới nói thế này, chúng tôi xuống tấn công năm Mậu Thân bằng vũ khí trên vai. Gạo trên vai, đạn trên vai, súng trên vai, quần áo trên vai. Thế thì trên vai một con người mang được bao nhiêu? Đấy. Giỏi lắm mang được mấy băng đạn. Sau đó được tiếp tế không? Có. Nhưng mà cũng của dân công trên vai, không có được ô tô. Thế còn lực lượng vào Huế của chúng tôi là bao nhiêu? 4 trung đoàn chủ lực. 4 trung đoàn chủ lực. Đấy, là trung đoàn 90, trung đoàn 9 của ông Lê Khả Phiêu đấy. Trung đoàn 8 của ông Mai Minh Lan. Trung đoàn 6 của Huỳnh An. Ngoài ra còn nhiều đơn vị địa phương của đấy. Đấy đấy. Thế thì bây giờ nhà báo cứ hình dung vũ khí trên vai là có cái gì? Có đạn AK, tức là đạn con nhá. Còn những cái người mà có súng lớn ấy, tức là cao nhất là cối 82, thì chắc rằng như vậy là mang được mỗi người 3 quả, mà một cái tiểu đội khoảng 9 người được 27 quả. DKZ cũng vậy. Còn tất cả đều mang được cái xẻng bằng cái hai mấy cái bàn tay này này để đào hầm. Vậy thì lấy đạn đâu mà phá hủy thành phố Huế? Không có cách gì phá hủy thành phố Huế được. Tôi nói thực với nhà báo, vì tôi là con người đã từng trải trong chiến tranh. Khi đồng đội mình hy sinh trong thành phố Huế, những đồng chí nào may mắn lắm thì tìm được cái vườn của dân, cái vườn hoa của dân ấy, có đất để moi lên đặt đồng đội mình xuống. Còn những đồng chí, nhiều đồng chí khác không may mắn thì phải đặt trên cái nền bê tông xong rồi lấy các cái gì đó phủ lên. Đấy, không đào được. Cái nền bê tông đào lên sao được. Nhưng mà trên cái bộ phim ấy, nó kể là ông Cộng sản là tàn sát tập thể, chôn tập thể, đào hố chôn đồng đội mình không đào được vì cái xẻng con thế này. Đấy, thì làm sao mà chôn tập thể được. Đúng rồi. Đấy, cái này vì tôi không ở trong Huế cho nên tôi không lên tiếng trực tiếp được, bởi vì
nếu lên đến Suối Tiên nó là anh có ở trong đó rồi anh biết. Nhưng mà nếu tôi tưởng tượng lại nó là như thế mà thực nó là như thế. Nghiên cứu một số tờ báo của Mỹ, nghiên cứu cái hồi ký của McNamara, hồi ký của Tổng thống Mỹ, nó nói thế này: lúc đầu quân giải phóng vào Huế rất nhẹ nhàng, chiếm Huế, giữ Huế nguyên vẹn. Nhưng khi phản kích thì lúc đầu á là chính quân đội Sài Gòn và quân đội Mỹ cũng muốn giữ cái thành phố Huế cho nó trọn vẹn vì nó có nhiều di tích. Vâng. Nhưng mà để nếu mà giữ thì sẽ tổn thất binh lính của nó. Vâng. Cho nên chính Tổng thống Thiệu ra lệnh là dùng bất cứ phương tiện nào để chiếm lại Huế, cho nó dùng cả bom, cả pháo, cả xe tăng. Vâng. Cho nên là ông McNamara ông nói thẳng là cái sự dân chết chóc và thành phố bị phá hủy không tránh khỏi đấy. Được. Nếu mà nhà báo mà có đọc cái hồi ký của Mao ra ấy, sẽ có cái đoạn đó. Được. Thế còn có một cái mục nữa thì tôi ở trong đó 10 năm tôi biết mà. Được. Thì giữa nhân dân ở trong đó có mối thù riêng. Đấy, mối thù riêng bởi vì cái luật 10 năm 9 ấy, luật 10 năm 9 thì nó kéo đi, nó tàn sát khắp nơi mà. Dạ. Thế thì đến khi mà quân giải phóng Huế mà chiếm được hai những cái bọn ác ôn này lại vào trong thành phố. Vâng. Thế thì chắc rằng như vậy đến khi mà quân giải phóng người ta chiếm được thành phố 25 ngày thì có một số người người ta trả thù chăng, người ta vào đấy. Vâng. Rồi đến khi mà quân đội Sài Gòn chiếm lại vào Huế thì cái dân kia lại trả thù ngược lại. Vâng. Có khả năng có cái đó nữa. Thì cái này tôi cũng đều trong suy nghĩ thôi. Đã. Vì tôi là người 58 là đánh bên ngoài. Đấy. Chúng tôi đánh từ bờ Bắc sông Hương ở phía Bắc Huế trở ra. Đã. Cho nên là không ở trong thành phố. Thì tôi cũng có cái suy nghĩ như nhà báo Hải Yến ấy. Như vậy ấy, là cái lên tiếng của các cựu chiến binh của mình ấy, thì nó chưa thật mạnh mẽ lắm. Đã. Thì lý do của nó thế này: những cái người từng trải từng chiến đấu ở trong đó mà là những người chỉ huy có tầm ấy mất hết rồi. Đã. Còn những cái anh em mà người ta còn ở đây cũng tham gia Huế đấy. Đã. Người ta chỉ là chiến sĩ thôi. Đã. Ở đâu người ta biết đấy thôi. Đã. Nó mà đấy rất là lâu, đến mãi mãi mấy chục năm rồi bắt đầu nó mới đưa cái này ra. Đã. Chứ còn nếu nó đưa ngay hồi đầu thì chắc là đây là một cái cuộc đấu tranh lài nửa. Đã. Chứ không phải tự nhiên như thế này được. Đã. Đấy, nhưng mà mình xét về thực tế nó như vậy thì không thể có cái chuyện được. Đấy là nói về ấy nha. Còn nếu nói về trách nhiệm của người lính, tôi nói với nhà báo thế này: quân giải phóng hay là anh em bộ đội chúng tôi không bao giờ tàn sát dân. Dạ. Mà nói thật là đối tù binh còn đối xử tử tế. Dạ. Không gọi là không bắn giết tù binh. Đấy. Khi đã bắt được rồi. Còn cái việc này nó là chiến tranh mà. Đã. Thì cho nên là cái tâm ở dưới chiến sĩ có khi nó bực mình hay như nào đấy, nó đánh nó giết cái đó thì mình không thể nói được. Đã. Nhưng mà như cái tầm chúng tôi rồi á, là khi tù binh về tay chúng tôi rồi không bao giờ bị tàn sát, không bao giờ bị đánh đập mà đối xử tử tế. Đấy. Cái tàn phá đối với thành phố Huế thì bom đạn mình so với Mỹ thì mình chỉ là muỗi thôi. Vâng. Cho nên cái đấy thì không thể đổ cho mình được. Vâng. Nếu mà đổ thì nó buồn cười lắm. Vâng, vâng. Và khi mà bom đạn nó đã phá cả nhà cả thành như thế, nó làm sao tránh được người. Vâng. Vâng. Còn cái mà cái hố chôn tập thể ấy, vâng, thì như anh nói em nghĩ cũng là một cái cơ sở cũng rất là ấy. Bởi vì đã hố chôn tập thể thì không mấy khi đào được. Không lấy gì mà đào. Nó phải bằng cái thứ như là máy móc ấy. Xe ủi đất. Vâng. Vâng. Nó phải dùng máy móc thì vâng, mình là không có rồi. Vâng, vâng, vâng. Nhưng em cũng có một cái nữa là một cái cơ sở là em cho rằng là trong cái lúc mà mình đấu tranh ở hội nghị Paris ấy, vâng, thì nếu có câu chuyện đó chả bao giờ
Nó để im cả. Ông Mỹ cũng để im, ông vâng, không vâng. sử dụng là một cái vũ khí vâng. kinh khủng đúng không anh? Vâng. Thế cho nên đúng đấy. Những cái câu chuyện, chỉ có điều là em cũng rất là mong các cựu chiến binh các anh, ví dụ như trong cái cuộc trao đổi này thì em mới thấy thêm một cái cơ sở anh đưa ra. Tức là bộ đội mình thì chỉ có một cái sẻng này. Đấy, đúng cái sẻng bằng thế này đấy. Sẻng Liên Xô Trung Quốc, thì nó bằng cái bàn tay bé bé vâng, này. Vâng. Thì làm sao mà đào. Vì vác trên vai mà. Vâng, rồi là lại những cái chỗ ngay đồng đội mình hy sinh còn không chôn cất được được như ý. Vâng. Thì làm sao mà lại làm được những cái việc, cái căn cứ vào cái cơ sở đúng không anh? Vâng. Để mình ấy. Cho nên tôi cũng rất là mong những người đang theo dõi câu chuyện ở đây, thì dù là bạn đã từng tin hay là chưa tin, thì cũng thêm một cái cơ sở để mình tự phản bác lại mình, hay là dùng để phản bác lại những cái luận điệu mà đó chỉ là một cái cách bôi nhọ, làm xấu đi cái cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam, mà như quý vị và các bạn vừa theo dõi qua chia sẻ của Thiếu tướng Lê Huy Mai, cái tình nghĩa của đồng bào đối với quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Như vậy thì làm sao người chiến sĩ có thể đăng tay để tạo ra những cái mà nó không phải là bản chất của cuộc cách mạng. Và thưa quý vị và các bạn, qua một cái buổi trao đổi ngắn ngủi với Thiếu tướng thì tôi cũng nhìn nhận được hơn rất là nhiều vấn đề khi đọc qua, mặc dù là chúng ta cũng đã qua hồi ký của ông để tới một cái mặt trận. Và tôi cũng rất là hy vọng, rất là mong được sự giúp của Thiếu tướng, chúng ta sẽ tiếp tục đến với các nhân chứng trong những câu chuyện của ông, kể cả quân đội hay là nhân dân. Và đặc biệt tôi cũng rất là muốn được quý vị và các bạn theo dõi chương trình, đặc biệt là ở cái vùng mặt trận mà Thiếu tướng Lê Huy Mai chia sẻ, để chúng ta có cái tiếng nói với cộng đồng, với nhân dân, chia sẻ về cuộc kháng chiến, hy sinh gian khổ và cái tình cảm cao đẹp của người lính với người dân trong một cái giai đoạn để bảo vệ sự trong sáng của cuộc cách mạng chính nghĩa của chúng ta. Quý vị và các bạn thì cũng có nghe rằng là trong quá trình trao đổi thì Thiếu tướng Lê Huy Mai có dùng từ quân đội Việt Nam Cộng Hòa hay là quân đội Sài Gòn, chứ không dùng từ ngụy. Tôi trân trọng điều này, bởi vì người biết tôn trọng kẻ thù của mình, đặc biệt khi họ đã thua, thì đó là người rất tự trọng. Và em rất cảm ơn anh. Nếu như anh có thêm vài câu nữa chia sẻ với đặc biệt là thế hệ tương lai của chúng ta. Trước hết tôi xin cảm ơn nhà báo Hải Yến đã hỏi những câu hỏi nó gợi lại những kỷ niệm những năm xưa trong thời chiến tranh Trung Mỹ. Thế thì như vậy thế hệ chúng tôi là thế hệ chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bây giờ đất nước hòa bình. Có nhiều người nói rằng nếu mà có giặc ngoại xâm đến thì bây giờ gay go lắm. Nhưng riêng tôi không tin như vậy. Và tôi tin rằng nếu có giặc ngoại xâm đến thì ý chí của dân tộc Việt Nam nói chung và tinh thần của những lớp thanh niên trẻ của chúng ta cũng không thua kém cái nứa của chúng tôi. Vẫn vững vàng, vẫn sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình để đuổi ngoại xâm, để bảo vệ đất nước, để xây dựng đất nước này mãi mãi thống nhất, hòa bình và mạnh lên ngang tầm với thế giới. Đấy, tôi mong như vậy mà chắc rằng sẽ được như vậy. Xin cảm ơn nhà báo. Vâng, em thì cũng rất cảm ơn anh, và em cũng còn hy vọng nữa rằng là sẽ không có kẻ nào dám, dù có muốn, đặt chân lên một lần nữa xâm lược Việt Nam. Và để con cháu mình nó không phải đánh nhau nữa là tôi tin là như vậy. Bởi vì như vậy ý chí của dân tộc ta tuyệt vời. Người Mỹ vào Việt Nam chắc rằng chưa nghiên cứu hết truyền thống và ý chí dân tộc chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Vâng.
Và chính là họ cũng nhận là như thế đấy. Nếu họ hiểu về văn hóa của dân tộc Việt Nam thì có lẽ họ không làm điều đó. Đúng vậy đấy. Cuộc trò chuyện của anh em chúng tôi sẽ tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Em cảm ơn anh. Vâng.